Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm thiết bị máy nén khí không dầu cho ra lượng khí sạch, tiếng ồn và vừa phải thì video này là dành cho bạn. Và chào mừng bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy nén khí không dầu của thương hiệu Nakawa với công suất là 5HP và dung tích là 50 lít. Chiếc máy này đang được khách hàng của Vinmark lựa chọn khá là nhiều. Trước khi mà nói về chất lượng của sản phẩm thì mình sẽ nói qua về kiểu dáng như là cái thiết kế bên ngoài của máy. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây là một màu xanh ngọc khá là bắt mắt này, nhìn khá là sang và rất là đẹp đúng không ạ? Có thiết kế tay cầm có thể là tháo độc lập hoàn toàn hoặc là gắn vào. Ví dụ như những ai mà cao mà mình sử dụng con máy thì mọi người có thể gắn vào để chúng ta kéo đẩy dễ dàng, hoặc thấp một chút thì mọi người có thể kéo ở bên dưới này. Có kết hợp bánh xe lớn và bánh xe nhỏ. Với phần bánh xe nhỏ thì có kết hợp chốt khóa an toàn, có thể điều chỉnh được hướng nhờ cái bánh xe đó. Có hai phần đầu nén khí. Với cái phần đầu nén khí này sẽ được bảo vệ bằng một cái ốp bằng nhựa như thế này. Mọi người có thể tháo ra để chúng ta có thể quan sát được ở bên trong. Mọi người có thể tháo ra để chúng ta có thể nhìn thấy ở bên trong. Nhờ có cái phần ốp nhựa này mà máy nén hơn và sẽ được bảo vệ tốt hơn trong quá trình di chuyển hay sử dụng. Và mọi người có thể quan sát thấy là giữa hai cái đầu nén thì mình có đặt rơ le tự ngắt để trong quá trình vận hành máy, ví dụ như máy có làm việc quá tải, máy có nóng quá thì máy sẽ tự động ngắt. Ở bên phía bên cạnh này có phần công tắc, và công tắc ở đây sẽ được trang bị hai motor, hai công tắc để chúng ta có thể hoạt động các cái đầu nén này một cách độc lập hoặc hoạt động cùng một lúc song song. Mọi người có thể điều chỉnh công tắc ở đây ạ. Và ở bên dưới này thì mọi người có thể nhìn thấy là mình sẽ có van xả khí ga này. Và chiếc máy này thì lưu lượng của nó là sẽ là 420 lít trên một phút. Và trong quá trình sử dụng vận hành máy thì mọi người lưu ý là tất cả các dòng nén khí thì đều sẽ có tụ hơi ở trong bình. Thế nên là sau một thời gian sử dụng vận hành thì ở bên phần dưới mình sẽ có một cái van này. Thì mọi người sẽ xả van đi, gọi là vệ sinh máy, để cho nước ở bên trong nó sẽ được đào thải ra ngoài, cái bụi bẩn, cặn bẩn thì sẽ được ra ngoài để cái máy nén khí của chúng ta có thể sạch nhất. Ở trên thân máy thì cũng sẽ có một cái phần tem để hiển thị được thông số của máy. Với chiếc máy này, như hồi đầu tiên mình có giới thiệu với mọi người là 5HP, nó tương ứng là 3750W và lưu lượng này là 420 như mình đã nói, áp lực của nó sẽ là 83. Ở phần dây này, cái tai in hẳn của Nakawa, hay là ở trên phần thân máy cũng sẽ có dập Nakawa luôn. Và chiếc máy này thì 100% là motor dây đồng, nên là khi mà mọi người sử dụng máy thì mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Thời gian nạp khí cực kỳ nhanh, chỉ hết khoảng 40 giây là chúng ta đã nạp đầy bình khí rồi. Khí cho ra thì khá là sạch, nên là các nha khoa này, phòng khám thường sẽ ưu tiên sử dụng cái sản phẩm này. Ngoài ra thì các anh chị làm trong ngành thực phẩm này cần đóng gói bao bì làm dàn các cái sản phẩm, cái thiết bị mà cần sử dụng khí nén thì mọi người cũng đã lựa chọn cái sản phẩm này rất là nhiều. Vậy thì nếu bạn đang tìm mua một sản phẩm máy nén khí thì đừng bỏ qua model này và hãy tham khảo về nó. Và để tư vấn thêm về sản phẩm cũng như là mua hàng thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Tại website nhà mình thì là có rất là nhiều các cái dòng máy nén khí khác nhau, từ không dầu cho đến có dầu, từ bình mini sử dụng gia đình cho đến dòng công nghiệp thì Vinmark đều cung cấp ra thị trường cho khách hàng. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.